Hello, xin chào các bạn nha. Các bạn có thấy không các bạn? Con kỳ nhông có một cái đuôi bị xước không? Nó đang đột da các bạn. Các bạn thấy không? Đây, đây rồi. Đây, mình sẽ zoom lại lần cho các bạn xem này. Wow. Đây, nó vẫn còn chưa ngủ các bạn. Đây, nó mở mắt này các bạn. Giờ nó tiếp trên cành mai cao to nha các bạn. Đây. Đây mình sẽ xuống lại gần cho các bạn xem nha. Đây. Đây cái ngân cành rồi. Đây các bạn. Ê, ui ôi, chạy mất tiêu rồi. Rồi xong rồi. Bye bye. Xong rồi, hết rồi, quay rồi. Hẹn gặp các bạn vào cái video tiếp theo nha. Xin chào.